Chào mừng tất cả các bạn đang đến với chương trình tìm hiểu thông tin du học Canada ngày hôm nay. Và trong chương trình này, Tân Đại Dương xin giới thiệu các bạn đến một trường cao đẳng cộng đồng, đó là trường Assiniboine Community College, được viết tắt là ACC. Là một trường dạy nghề chất lượng có bề dày hơn 50 năm, thì ACC cung cấp môi trường học tập tuyệt vời với phương châm là vừa học vừa làm, kết hợp lý thuyết với thực hành. Trường có cơ sở vật chất rất tốt với các phòng thí nghiệm, nhà bếp, cửa hàng v.v. phục vụ tốt nhất cho nhu cầu học tập và giảng dạy của giảng viên cũng như là của sinh viên. Vâng, tại đây thì bạn có thể được chọn học tại một trong ba campus chính của trường, đó là Dauphin, Manitoba và Winnipeg. Điều nổi trội hơn hết là ACC là một ngôi trường luôn hợp tác với nhiều cộng đồng và các tổ chức trên địa bàn nhằm mở rộng quy mô và chất lượng đào tạo. Ngoài ra thì trường còn có chương trình đào tạo tiếng Anh vô cùng chuyên nghiệp. Cũng chính vì điều này mà ACC tự hào là một trong những thành viên được tổ chức kỳ thi IELTS trên toàn thế giới. ACC cung cấp lịch học đa dạng cho những người có nhu cầu học tiếng Anh, nhất là những người mới đến Canada. Trung tâm tiếng Anh của trường thì được cung cấp một phòng thí nghiệm ngôn ngữ với một loạt các phần mềm tự học trên máy tính, cộng với sự hỗ trợ nhiệt tình và kịp thời của các giảng viên. Vì thế mà số lượng sinh viên quốc tế theo học tại trường này đang ngày một tăng lên đáng kể. ACC còn cung cấp rất nhiều chương trình phục vụ và hỗ trợ cho mọi du học sinh như là trợ giảng, kỹ năng làm việc thực tế, hỗ trợ riêng, thông tin nhà ở và đặc biệt hơn nữa là ACC cung cấp một số việc làm cho mọi du học sinh tại trường. Về phần học phí thì các bạn hãy liên hệ với các tư vấn viên tại công ty tư vấn Dục Tân Đại Dương qua địa chỉ là 148-1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định Quận Nhất hay là số điện thoại là 08-3848-4879 các bạn nhé. Các bạn thân mến, trường cao đẳng Assiniboine College cũng chính là trường nằm trong chương trình xét visa ưu tiên CES. Vâng, với chương trình này thì các bạn học sinh, sinh viên du học Canada sẽ không cần phải chứng minh tài chính khi theo học tại các trường cao đẳng là thành viên của Hiệp hội các trường cao đẳng và Học viện Canada, viết tắt là GICAN. Vâng, đây là chương trình mới do Tổng lãnh sự quán Canada tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Canada tại Hà Nội và Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada cùng với Hiệp hội các trường cao đẳng và Học viện Canada phối hợp thực hiện nhằm thúc đẩy quá trình cấp xét thị thực cho sinh viên Việt Nam có ước muốn theo học tại các trường cao đẳng thành viên tại Canada. Chương trình này với điều kiện tham gia là vô cùng đơn giản các bạn nhé. Thì đây chắc chắn sẽ là cơ hội có 102 dành cho các bạn đang khao khát được học tập tại cái đất nước lá phong đỏ tuyệt đẹp là đất nước Canada. Hiệp hội các trường cao đẳng và Học viện Canada là tổ chức cấp quốc gia được thành lập dựa trên sự tự nguyện của các đơn vị thành viên đại diện cho khối các trường cao đẳng công lập, các học viện và học viện nghiên cứu tại Canada trên toàn thế giới. Vâng, chương trình CES sẽ thí điểm kéo dài là 18 tháng, sau đó có thể được gia hạn mở rộng hơn. Theo thông tin từ Tổng lãnh sự quán Canada tại thành phố Hồ Chí Minh vào hôm 26 tháng 2 vừa rồi, thì chương trình không những ưu tiên cấp xét thị thực nhanh hơn cho các sinh viên, mà thủ tục chứng minh tài chính cũng sẽ nhanh gọn lẹ hơn so với thông thường rất nhiều. Điều kiện để tham gia chương trình này là các bạn cần phải được nhận vào một khóa học toàn thời gian của một trường thuộc thành viên. Thêm vào đó thì các bạn cần phải có bằng chứng chỉ chi trả một năm học phí, bao gồm là 2 học kỳ. Các bạn cần phải đạt tối thiểu điểm IELTS là 5.0, không có kỹ năng nào dưới 4.5. Thêm vào đó thì các bạn cần phải mua giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo trị giá 10.000 đô la Canada tại ngân hàng Scotiabank để trả chi phí sinh hoạt trong năm học đầu tiên tại Canada. Các bạn còn cần phải khám sức khỏe trước khi xin visa tối thiểu là 1 tuần. Ngoài ra thì các bạn cần phải nộp hồ sơ xin visa trong vòng là 60 ngày trước ngày nhập học. Phí kỳ gian ở đây là 200 đô la Canada. Và các bạn thân mến, mọi thắc mắc về trường cao đẳng Assiniboine Community College hay là về chương trình Canada Express Study CES xét visa ưu tiên không cần chứng minh tài chính thì các bạn vui lòng liên hệ với các tư vấn viên Canada tại công ty tư vấn Du học Tân Đại Dương qua địa chỉ là 148-1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định Quận Nhất, số điện thoại là 08-3848-4879. Ngoài ra thì các bạn có thể đến trực tiếp văn phòng của Tân Đại Dương là tại quận 5 và tại thành phố Nha Trang. Lưu ý với các bạn là Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.